cái điện khóc nên anh phải mất cô đâu ấy, chắc là anh vui chứ mất cô đâu ấy. Thành nó có, thành nó có, thành khóc quá, thành khóc quá, thành khóc quá, khóc hai lần, thành nó có. Ê, năng gì chứ? Thành gió lại điện thoại anh có cả. Không phải. Nè. Thành gió ngủ. Ra ngoài cái thuyền đi Yến. Chị ơi. Thành gió ngủ quá. Ra ngoài cái, thuyền nè. Ra ngoài. Tìm gì? Tình hình trước cái đám này à? Ra ngoài cái thuyền. Ra ngoài cái thuyền rồi nắng. Từ từ. Chỗ thằng đẹp đẹp. Tao đi theo mày ấy. Hiểu luôn. Em mày có cây hàng không? Tao tao có một cái quẻ này. Ê chị Ngọc ơi. Yên ơi, Yên chạy ra ngoài đi. Yên chạy ra ngoài. Đây Yên ơi. Đây em đằng sau. Em đằng sau lưng. Đây. Wow. Cái thằng không mặc quần áo. Quần áo đi mẹ. Đây này. Cái thằng không mặc quần áo đấy. Đi xuống đây. Đi xuống đây. Để em làm được một cái đũa. Wow. Yeah, tất cả mọi người ơi. Tôi là đam được đũa rồi. Yeah. Làm nhà ở đây à? Không, em xây sẵn một căn nhà. Ở mô. Đây nè. Mì gia đình. Trong đây nè. Ở mô. Đâu? À đây. Đây đúng không? Mì chơi đâu đây mẹ? Đâu? Căn mô đây. Đâu? Em ăn gì mà? Căn mô đây. Cái này cần mua rồi. Cái này con Yên. Ờ. Nó trẻ lời. Ô chị đi mà. Ô mẹ có hiểu cách Yên luôn đó. Mẹ tưởng đang hiểu luôn này. Ừ. Chị không phải. Ông phải cái nịt. Đậm gì đó. Trốn. Ghen rồi. Nơi nào đi. Ghen nó lấy cao. Để em đi ra ngoài em tìm con Yên cho. Nó là con mô hả? Tìm ra ngoài em tìm con Yên. Em ra ngoài em tìm con Yên. Kinh thế. Kinh thế. Mày biết mấy giờ. Yên ơi. Thôi tao nổi vô cái ní thôi. Không đi thắng. Nên đâu phải em ăn. Nên vì đập nhai. Đi thẳng đi. Có nửa nặng từ lăng nhau mà mình cảm thấy. Nếu cứ yên tâm rồi nè. Có nửa thầy quà rồi quay. Phải quay về thôi. Mẹ nó chứ mở cửa. Đi. Chị đi ra phần tiệm à? Chị ơi, chị đi ra phần à? Ra tiệm. Ê mày ơi, tao có được nè, con Yến. Yến thử ơi, để tao đâm ý nha. Đi ra đây. Đúng không? Tê động cơ ra đi. Đi ra đâu sao? Cậu ý nè. Em đi ra để tao bỏ lừa, tao có được đâu đó. Em có than nên em có được. Bỏ được đi rồi cái bên kia. Đưa cho một cái mà đưa cho một đứa chi hả? Đưa cho em một cái quế hả? Đưa cho em một cái quế này. Đây chị mặc áo gì? Em mặc áo không đâu. Nu đúng rồi. Em ném cho chị thẳng hẳn ba cái cây que nữa. Đó, tại chưa. Đó, nhiều nịt nữa đi. Wow. Đúng. 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 Mi cầm một múa nữa đi Tuyền, mi cầm sát sát. Dừa. Kém cầm cho sẵn. À đúng, ở trong một căn chưa? Con Yên. Em, ai giả đèn ơi? Ờ, con Yên nữa. Để ta sạc đi ngươi nhá. Để lấy ra thằng hiệu này. Mẹ nó chứ.
một đứa đại cáo. Đứa con lai là đứa đứa con tuyển. Con tuyển gì chứ? Mọi nữa một nụ cười thật tươi. Thì cái gì đây? Cậu chắc em còn nện mà chị giọng như bắt nạt. Hả? Thử nghe bắt nạt người ta còn nện, người ta còn nện, người ta bò đó. Con đổi. Chị cứ đập đi. Em người ta đi đập đi mày. Chị cứ đập đi. Mày thích đập gì? À mày đập tao đúng không? Mày đập tao hai cây rồi nhé. Một. Khi này lấy nến lại rồi ok út hiểu không mày hiểu không mày nhớ tính tao chưa lấy cái này đi đúng rồi lên đi lấy cái này đi rồi lấy cái này đi lấy cái đá này vui em cho chị 11 cục lá đó nó mới giữ cái nến được kính thế đâu cho nó thôi. Ồ, kính thế. Cho nó kính. Con Uyên đâu rồi? Chị mày sẽ đến với mày đấy. Nó đập mèn rồi. Đã bận chụp mèn. Ôi sao ở đây hẹp nhỉ? Hẹp chứ tới đâu ngồi. Ngoài nó chưa. Chị bị nắng nữa. Trồn trồn. Để em ngồi xuống. Trồn 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 Việt Nam. Ờ, ngồi xuống đó chứ. Má. Ơ mình có bán đi được. Mày đứa ơi, đừng muốn có đá. À đấy, có một cục đá. Đặng không? Ngồi đi chợ. Huyền ơi, cho chị một cục đá mà. Tao nặng em về cho. Đi. Em có cỏ đéo. Từ từ đi, cho máy, máy. Cho mỗi cục đá thôi. Rồi. Đâu? Từ từ, lại đâu rồi? Mô. Lại đâu rồi? Mô mô. Đây đây. Mày mày trả một cái nước không bị bấy báo. Bấy đi nè. Nếu con Uyên muộn dày thì chị sẽ chiêu lòng con Uyên. Đục nó chết hả? Không. Hay sao? Chị sẽ làm nó bằng đá. Đó. Nó bằng lá. Đá nè. Để tủ của anh Uyên nha, đừng có đập đỉnh ná nè. Nè. Nó ở bên trong này là hai cái bú này. Em chạy đâu vẫn. Em chạy đâu vẫn. Để em chạy đâu vẫn vậy. Rồi, hello. Chán. Mà Tuyển ơi. Tôi kể con này nó cho từ giờ trong rồi đi. Kể hết đi. Mẹ đi chửi đấy. Con gì để dọa. Để chị làm cho nha. Đừng buồn nữa. Đó, đúng rồi. Ai đâm? Ai đâm nữa? Ai đâm con này nữa? Không biết. Ai đâm nữa? Không biết nữa. Không biết nữa. Ai đâu có đến nào? Không biết nữa. Nào Uyên. Phong báo. Phong báo. Thằng đâu con Uyên? Biết rồi. Thằng đâu con Uyên? Biết đó. Con Uyên tổng hình đang đập đâu. Đấy. Đi đập người ta thì giống người ta đập lại. Nó đâu chi mà. Để nó đập. Kim làm cả nhé. Ê nhà quê. Nha quê. Nữ là nhà em nha quê. Nhà nha đó. Nhà nha đó. Đó. Nhà nha quê em đây chị biết đó. Đâu cái này thì tao có làm chị biết không? Đấy đi không ạ. Đấy. Chạy người đó.
xịt ra, xịt ra. Mẹ đang đắp nhỉ. Xịt xịt ra mà xịt ra. Xịt ra. Thế này nhà ngon quá, mày không có nhà ở đâu. Yến ơi, mở ra để gì làm cho sáng mà. Ơ con đến chạy luôn. Nghĩ cho nó. Bà ơi, con đến chạy lên mấy nhà chạy theo nó. Chạy lên nó. Bắt nó lại. Bà ơi, bắt nó lại thật hả? Thật đó. Thật gì hả? Lên mái nhà bà ơi. Lên. Chơi tao nhẹ. Thân vườn ở đấy nha, bên mà con bê con hở hơn đập nha mẹ đó. Mày chết rồi con ơi, mày đừng đến nhà tao là mày không xong rồi. Mày không xong rồi, mày không xong với tao rồi, chết rồi, mày chết rồi, mày chết, mày chết, mày chết, mày chết, mày chết rồi. Vậy đó, tao là đến mãi nha Thanh Công. Hello, tao thấy mày rồi nè. Vậy đó, tao cho tao mày tiếng mệnh. Mẹ mua lên, mẹ thấy con rồi. Mẹ thấy con rồi. Mẹ thấy con rồi. Ai thấy nó ở đâu đấy? Đâu? Cút. Mày cho nó đang xếp luôn hả? Mai anh tự nhiên anh đập táo một cậy. Đi mẹ táo bỏ lửa cho anh cho sáng mà anh tự nhiên đập táo đi này. Hân mua hả tuyến? Hân em đập chết mẹ rồi. Ơ, đồ mua cái đập cậy của em á, em ở dưới trên đường em bị lạc không? Để cái mông tay của cậu nữa. Bê từ sáng rồi. Tự nhiên này chị nha, vô lý thật nhỉ, vô lý thật nhỉ, em lên em bỏ lửa cho anh nhỉ, em bỏ lửa cho anh, tự nhiên này đập em một cái mặt trời. Ừ. Cái này à? Cái có cái gì à? Không biết. Cái đập cho anh chị nè. Cái gì? Không. Bỏ đi lại luôn. Đứng lại nha. Không. Không. Đứng lại nha, nghỉ. Em có, em rồi, được rồi, được rồi. Không. Đứng lại. Thiệt rồi.